qua hoạt động ngoại khóa của buổi võ karate do ngày hôm nay thì tôi thấy là rất ngoại lực hữu ích cho các em học sinh, và các em rất mong các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh cố gắng tham gia hoạt động ngoại khóa cũng như tham gia vào câu lạc bộ để cho quá trình phát triển cũng như hình thành các kỹ năng, khả năng vận động các em học sinh. Thời gian tập luyện của các em học sinh sẽ được nhà trường sẽ bố trí mời các thầy có chuyên gia về tập cho các em học sinh, và là mong các em học sinh cố gắng là tham gia tích cực đầy đủ trên tinh thần tự nguyện. Rất mong các em học sinh tham gia để phong trào hoạt động thể thao của nhà trường nói riêng cũng như hoạt động thể thao của Trần Thế Kỳ nói chung luôn phát triển.